Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại cái dự án mà hôm qua chúng ta đã làm, đó là Aptos Passport. Thì hiện tại thì nó đã có một cái nhiệm vụ mới, thì nhiều anh em chưa biết cách làm, thì bây giờ mình sẽ update lại, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhé. Thì sau khi update cái dự án này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, đó là làm thêm hai cái dịch vụ tên miền ở bên mạng lưới Aptos, đó là Aptos Name với lại là Aptos ID nhé. Thì Aptos Name đây là một cái tên miền chính của bên mạng lưới Aptos luôn. Ok, thì và tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, đó là tham gia vào cái sự kiện ra mắt bản beta của ví Matheson nhé, của ví Matheson Wallet. Đây là cái ví ở bên mạng lưới Aptos. Thì hiện tại thì hôm qua nó cũng đã cái phím phím unlock, nhưng mà mình đọc lại thì nó kêu cái gì đấy thì mình cũng không rõ. Thì sau này khi chúng ta cứ làm thôi, chúng ta cứ feedback rồi nhận cái role auger ở trên Discord, thì sau này khi mà họ ra unlock thì chúng ta có thể là nhận nhé. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ update lại cái dự án Aptos Passport này. Ok, thì các bạn vào lại link dưới phần mô tả video nhé, đó là attbbb.com này. Các bạn connect với lại cái ví Matheson Wallet của các bạn nhé. Thì sau khi connect xong thì các bạn chọn qua cho mình cái mục là After này. Thì cái mục After này hôm qua thì chúng ta đã làm hết 8 cái nhiệm vụ rồi. Thì hiện tại thì nó đã có một cái nhiệm vụ mới, đó là nhiệm vụ của cái dự án này luôn. Nhiệm vụ đó là Aptos Passport After. Thì trong cái nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được cái huy hiệu này nhé. Cái hiệu là Aptos Passport này. Thì cái hiệu này là cái hiệu là Meda nhé. Đây là cái hiệu Meda bên này. Thì sau khi các bạn làm xong ấy, thì các bạn sẽ gửi feedback ở trên Discord của họ để các bạn nhận cái role nhé, role auger. Ok, thì đã làm thì các bạn chỉ cần vào lại cái mục là after, rồi các bạn chọn cho mình cái nhiệm vụ đây. Thì ở nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi, hôm qua nhiều người hỏi mình là không biết làm nhiệm vụ này, cho nên hôm nay mình sẽ update lại cho mọi người. Thì đầu tiên thì yêu cầu các bạn đó là join vào Discord của họ này. Thì link Discord của họ thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người nhé. Ok, thì join thì các bạn join vào thôi, các bạn nhấn vào link Discord rồi các bạn join thôi. Chấp nhận lời mời này. Ok, thì sau khi các bạn join xong thì các bạn cần phải query nhé, query với lại con bot để nó mở ra những cái mục khác ở trên Discord, trong nhóm Discord của họ. Thì query thì các bạn chỉ cần tích vào cái emoji đầu tiên của cái con bot này thôi. Sau đó thì các bạn tích vào cái emoji cái hình tên lửa này nhé. Nó yêu cầu tích vào hình tên lửa, nó yêu cầu chúng ta tích vào cái nào thì chúng ta tích vào cái đó thôi. Các bạn tích vào hình tên lửa này. Ok, sau đó thì con bot nó sẽ phản hồi lại cho các bạn. Thì con bot này nó phản hồi lại, nó yêu cầu các bạn là nhấp vào cái đường link để query. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link là verification message này nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link này thôi. Đấy. Sau đó thì nó yêu cầu nó sẽ phản hồi lại cho các bạn, đó là nó sẽ tự động dẫn đến các bạn cái con bot đó là query ở trên Discord này nhé. Thì trong con bot này nó yêu cầu các bạn đó là click to void and get query. Thì ở con bot này thì các bạn chỉ cần thì nó yêu cầu các bạn là click vào cái đường link này, thì các bạn chỉ cần nhấn vào click thôi. Sau đó các bạn nhấn vào Z này nha, quăng Z này. Đấy. Thì sau khi các bạn tích vào xong thì các bạn chỉ cần quay trở lại đây thôi, rồi các bạn chọn lại cái các bạn quay trở lại với cái Aptos. Cái nhóm Aptos Passport lại nha. Ok, mình nhầm nhá. Các bạn nhớ login nhé. Thì sau khi con bot này, các bạn ở trên con bot này này, các bạn nhấn vào nút click to void query này này, sau nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang là query. Thì các bạn chỉ cần login với lại cái tài khoản Discord của các bạn thôi. Rồi login to void này. Rồi các bạn login cái tài khoản Discord của các bạn vào thôi. Ok, thì sau khi các bạn login xong thì nó sẽ tự động void cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần quay trở lại đây, rồi các bạn qua Aptos Passport thử xem nó mở chưa nhé. Ok, nếu mà nó không mở cho các bạn á, thì các bạn nhập lại cái đoạn code này giúp mình nhé. Cái đoạn code mà nó cho này. G I F BW. Ok. Sau đó các bạn gửi cho ông bot.
GI đợi mình tí nhé, mình sẽ các bạn tích vào cái emo lại này để con bot nó phản hồi lại nhé. You will have been to early. Các bạn sau khi con bot phản hồi á nhé, các bạn không cần nhập cái code gì đâu, mà các bạn chỉ cần là nhấn vào cái đường link này này, nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang là voitintop.gg này, rồi các bạn login cái tài khoản Discord của các bạn vào thôi. Sau khi login xong thì các bạn đợi nó chạy quảng cáo xong nhé, thì sau khi nó chạy quảng cáo xong thì cái nút void nó sẽ hiện ra thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào nút void đấy. Rồi sau khi void xong thì các bạn quay trở lại trang Discord xuất kết luôn nè nhé. Ok, thì sau khi các bạn xong thì các bạn quay trở lại với cái nhóm là Aptos Dashboard này, nó sẽ mở ra những cái mục khác cho các bạn thôi nha. Các bạn lưu ý nhé. Thì sau khi ở trên con bot VR này, các bạn nhấn vào cái emoji này thì nó sẽ con bot nó sẽ phản hồi lại cho các bạn. Thì sau đó các bạn nhấn nút verification meter thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến con bot là query này. Thì trên con bot verify này thì các bạn nhấn vào cái đường link là click to void. Sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến trang void này. Thì các bạn login tài khoản Discord, sau đó sau khi login xong thì các bạn đợi vài giây cho nó quảng cáo nó chạy xong thì cái nút void nó sẽ hiện ra. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút void là xong thôi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với Discord rồi các bạn chọn lại nhóm Aptos Dashboard này, nó sẽ mở ra các mục cho các bạn thôi nhé. Ok, thì tiếp theo đó là sau khi các bạn login xong thì các bạn quay trở lại với là cái nền tảng Aptos này, Aptos Dashboard này. Thì cái nhiệm vụ thứ hai, yêu cầu thứ hai đó là yêu cầu các bạn là set lại là thêm cái tên miền Discord của các bạn vào chỗ cái mục đó là .com nhé, cái tên miền chính của các bạn ấy vào cái mục đó là .com Discord này. Thì phần này thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục My Domain nhé, mục My Domain. Thì đối với bạn nào mà chưa set cái tên miền chính cho các bạn ấy nhé, thì cái tên miền đó là frame My Domain, có nghĩa là tên miền chính. Thì bạn nào mà chưa set ấy thì có thể là nhắn ở trên đây này nhé, các bạn chọn cái tên miền của các bạn thích tên miền nào thì các bạn chọn vào, rồi các bạn nhấn vào nút confirm thôi. Đó, hôm qua mình còn đã hướng dẫn rồi. Sau đó các bạn lưu lại thôi là xét cái tên miền đó làm cái tên miền chính cho cái địa chỉ ví của các bạn nhé. Thì sau khi các bạn sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái tên miền chính của các bạn thôi, các bạn nhấn vào nhé. Sau khi nhấn vào xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chữ là nút là Add and Exit Record, các bạn nhấn vào đây giúp mình. Ok, sau khi nhấn vào xong thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn kéo xuống bên dưới ở cái mục đó là SNS nhé, cái mục đó là SNS. Thì sau đó các bạn chỉ cần là copy lại cái username Discord của các bạn thôi nha. Các bạn copy lại cái username Discord của các bạn rồi các bạn dán vào cái ô này nha, các bạn chỉ cần copy lại cái username Discord của các bạn này, sau đó các bạn dán vào cái ô chỗ là com.discord này đấy, các bạn dán vào đây thôi này đấy. Sau đó sau khi dán xong thì các bạn chỉ cần kéo lên lại bên trên, sau đó kéo lên lại bên trên các bạn nhấn vào nút confirm đấy, rồi các bạn xác thực ở trên ví Aptos của các bạn thôi là xong nhé. Ok, như thì sau khi set xong thì các bạn quay trở lại với cái mục là After, rồi các bạn chọn lại cho mình cái mục đó là mục Aptos Dashboard After này, cái nhiệm vụ này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần đó là nhấn nó là nút Check to Claim. Sau đó các bạn xác thực ở trên ví Aptos của các bạn nha. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành cái task này. Ok, finish này. Thì sau khi các bạn hoàn thành xong thì các bạn có thể là chọn qua ở cái mục đó là mục media, thì các bạn sẽ thấy được đó là cái huy hiệu của các bạn này nha. Đây là cái huy hiệu của các bạn đã nhận được cái huy hiệu này. Ok, và tiếp theo đó thì các bạn cần fieldback ở trên Discord là các bạn chọn, các bạn chụp lại cái ảnh huy hiệu này giúp mình nhé. Các bạn chụp lại màn hình này. Chụp lại màn hình bên media này, cái huy hiệu của các bạn đã làm này. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là cái mục web. Các bạn chọn qua và lại cái mục web. Và các bạn chụp lại cái ảnh màn hình tất cả các cái nhiệm vụ mà chúng ta đã hoàn thành nhé. Các bạn hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ này rồi các bạn chụp lại màn hình.
Sau đó các bạn quay trở lại với cái Discord. Thì trên Discord thì các bạn chọn, các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn cho mình cái mục là chat tab với mình nha. Các bạn chọn cho mình cái mục là chat tab. Thì trong cái mục này các bạn gửi hai cái hình ảnh mà các bạn vừa đã chụp ảnh màn hình lên với mình nha. Làm bằng chứng là chúng ta đã hoàn thành. Một này. Hai này. Ok, thì sau khi các bạn gửi thì các bạn gửi kèm, sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ với Aptos của các bạn nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ với Aptos, sau đó các bạn dán vào đây, các bạn gửi kèm cái ảnh chụp màn hình của các bạn lên luôn. Ok, thì sau khi các bạn gửi xong thì các bạn đợi khoảng là vài 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 phút hoặc là một tiếng đến 2 tiếng ấy, thì nó sẽ xét duyệt cho các bạn cái role nha. Đối với bạn nào mà chưa có role á, nó chưa xét duyệt á, thì cái tên của các bạn sẽ là màu xanh nước biển như thế này. Còn đối với những tên nào mà nó đã xét duyệt rồi ấy, thì nó sẽ hiện ra cái tên là màu tím như thế này. Thì các bạn sẽ có cái role đó là after này nhé. Cái role after màu tím này nè. Thì mình hồi hôm mình đã gửi lên cho nên là nó đã xét duyệt cho mình rồi, nó xét duyệt khá là nhanh luôn. Ok, thì đó là đối với là cái nhiệm vụ Aptos. Ok, thì đó là update, và tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là cái Aptos ID và lại là Aptos Name Server này. Thì đối với hai cái dự án này nó cũng tương tự như là cái dự án Aptos Passport thôi. Các bạn chỉ cần là vào connect ví nè nha. Connect vào lại cái ví là Aptition nè. Mathematician nè, rồi các bạn tìm cho mình một cái tên miền thôi. Nha. Bất kỳ. Ok, thì sau đó các bạn nhấn nút register, các bạn đăng ký thôi. Ok, các bạn đăng ký có thể là bao nhiêu năm này nha. Hiện tại là tối đa là 2 năm nhé. Thì các bạn chỉ chỉnh năm rồi các bạn nhấn nút register. Rồi upload trên ví thôi. Đấy là xong nhé. Như vậy là xong thôi, là các bạn đã có tên miền rồi. Các bạn có thể là nhấn vào nút là Manmego này. Các bạn sẽ xem được cái tên miền mà các bạn vừa mua nhé. Đây này. Nhá, tên miền của các bạn này. Hoặc là account, nó sẽ ở phần account này nó sẽ hiện ra cái tên miền mà các bạn vừa mua này. Cái đuôi đó là chấm ABT nhé. Đấy, các bạn cứ mua vậy thôi, không cần làm gì nữa đâu. Ok, và đối với cái Aptos ID nó cũng vậy thôi, các bạn connect rồi các bạn mua thôi. Đấy. Nhá. Các bạn tìm một tên gì đó rồi các bạn nhấn vào nút nó sẽ tự động hiện ra này. Đó, cái tên nào mà còn đăng ký được thì các bạn nhấn nó sẽ hiện ra lúc register. Còn cái tên nào mà đã có người mua rồi ấy, thì nó sẽ hiện ra chữ view, nó hiện ra cái dòng màu đỏ, có nghĩa là tên đó các bạn không thể mua được nữa. Thì tên nào mua được thì các bạn chỉ cần nhấn nút register rồi các bạn nhấn nút request nhé. Thì ở trên đây là năm này, các bạn muốn mua bao nhiêu năm thì các bạn điền lại năm thôi nhé. Đấy. Thì ở đây thì các bạn muốn mua 5-6 năm gì đây, các bạn điền lại số 6 rồi các bạn nhấn nút request thôi. Rồi upload trên ví là các bạn đã mua thành công rồi. Ok, nó hiện ra như này là các bạn đã mua thành công nhé. Các bạn có thể là nhấn vào nút là see domain để xem cái domain của các bạn nha. Đấy. Hoặc là nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn này, các bạn nhấn vào your domain nha. Thì các bạn đợi một tí thì nó sẽ cập nhật cái tên miền của các bạn ở trong đây thôi. Ok. Và tiếp theo đó là về cái sự kiện ra mắt của Matheson Velvet. Thì đây là một cái cái form Fieldbus nha. Cái form Fieldbus là OUX thôi nha, OUX để các bạn đó là có cơ hội nhận được cái role ở trên Discord của họ nha. Thì trên Discord của họ đây là cái Mower Matheson chứ nhầm. Đây là Matheson Velvet này nha. Thì hiện tại nó có cái event cái quý này thì nó thường xuyên nó có event luôn các bạn nha. Thì các bạn còn cái form này thì các bạn cứ điền thôi. Thì điền như làm sao thì ở đầu tiên thì yêu cầu là ID bắt hò, có nghĩa là ID Discord, có nghĩa là username Discord ấy. Thì các bạn điền lại cái Discord của các bạn thôi. Sao chép này. Rồi các bạn điền lại username Discord của bạn vào đây. Tiếp theo đó là testnet wallet Aptos của các bạn. Thì các bạn copy lại cái địa chỉ với Aptos của các bạn nha. Các bạn dán vào đây. Sau đó là Twitter handle, có nghĩa là link profile Twitter của các bạn, thì các bạn copy lại link profile thôi. Ok, các bạn vào Twitter rồi các bạn chọn profile rồi các bạn copy lại cái link profile của các bạn thôi. Các bạn dán vào đây. Tiếp theo đó là link bot tweet này nè. Thì ở phần này thì các bạn mở cái quý Matheson ra nhé. Các bạn vỡ cái quý Matheson ra. Thì ở trong phần này các bạn chụp lại cả ảnh màn hình
đối với là ở ở phần quý này, ở phần hiện token hiện coin này, thì các bạn muốn chụp ảnh màn hình nào, các bạn thích cho cái phần nào á thì các bạn chụp lại nhé. Ở đây nó sẽ có cái ba cái này, các bạn thích là gửi giao dịch, các bạn thích màn hình phần gửi giao dịch hay là màn hình NFT hay là phần thông báo hay là phần cài đặt hoặc là phần người tìm kiếm, thì các bạn có thể mở ra đấy, mở cái này ra. Rồi các bạn có thể ở dưới đây nó có những cái mục này, mục bên đây là mục NFT này, hoặc là mục đây là mục lịch sử này nhá, đây này, mục đây là mục app, đây là mục cài đặt nhá. Ok, thì bây giờ các bạn thích những cái mục nào thì các bạn chụp lại cái hình đó thôi nhá. Thì ở đây mình sẽ thích là cái mục là NFT hoặc là mục transition, thì mình sẽ chụp lại cái mục là đó là transition hoặc là mục NFT này nhá, các bạn chụp lại thôi đấy. Sau đó các bạn lên từ Twitter, các bạn đăng thôi, các bạn đăng lại cái các bạn tải ảnh màn hình lên. Các bạn có thể cắt đi. Ở đây thì mình không cắt được nè. Ok, thì các bạn cứ tải lên rồi các bạn ấy thôi, các bạn ghi xẹt là các bạn ghi là ma cái quý tên quý của nó Mara tiền đấy, wallet đấy, ghi đó. Các bạn có thể là ghi dịch tiếng Anh là tôi thích, các bạn dịch tiếng Anh đây nhé, tôi thích với cái giao diện này nhé. Đấy. Sau đó các bạn đăng lên thôi. Thì sau khi các bạn đăng xong thì các bạn copy lại cái link bài viết của các bạn vừa đăng nhé. Các bạn copy cái link của các bạn vừa đăng ấy, rồi các bạn dán vào đây thôi nhé. Các bạn dán vào đó thôi. Ở đây mình trên quý trên máy tính mình cắt không được. Ok, thì ví dụ đó thì các bạn copy lại cái link đó nè nhé. Các bạn copy lại cái link mà các bạn vừa đăng đó, các bạn dán vào đây thôi. Đấy. Ok, tiếp theo đó thì ở dưới đây thì nó hỏi là các bạn vừa đăng cái hình ảnh nào, thì bạn nào mà vừa chụp ảnh màn hình các bạn đăng lên đó, ở phần nào thì các bạn chọn ở phần đó nhé. Các bạn chọn màn hình NFT thì các bạn chụp ảnh màn hình NFT thì các bạn chọn là màn hình NFT. Bạn nào mà chụp hình ảnh gửi giao dịch thì các bạn chọn bên phần là gửi giao dịch nhé. Phần gửi giao dịch có nghĩa là phần lịch sử trên quý ấy. Cái phần này nè nhé, cái phần chính giữa này nhé, phần đây là phần lịch sử nè nhé. Còn bạn nào mà thích phần thông báo thì các bạn cứ chụp lại rồi các bạn đăng lên trên tờ Twitter, các bạn đăng lên hình ảnh nào thì các bạn chọn lại cái giao diện đó thôi nha. Và tiếp theo đó thì xếp hạng giao diện người dùng từ thang điểm đến tháng 10 là tốt nhất, thì các bạn thấy cái quý của nó như thế nào, các bạn đánh giá nó như thế nào, 9 hay là 10 hoặc là tệ nhé. 1 là tệ nhất nè, 2 là tốt nhất nè, 10 nhá, thì các bạn có thể là chọn 7 8 9 gì đấy thì các bạn thôi. Và tiếp theo đó thì những dự án nào sẽ nào bạn sẽ đăng ký nhận thông báo, thì ở phần này thì các bạn thì ở trên quý của nó có cái phần hình chuông này, cái phần thông báo này nhá, thì các bạn muốn đăng ký những cái dự án nào nó sẽ xuất hiện ở trên phần thông báo này thì các bạn cứ chọn thôi, các bạn có thể là chọn hết luôn nhé, dự án NFT hoặc là thị trường NFT này, cập nhật về mắt tên này nhá, đây nhá, giao thức cố định là staking protocol. Ok, các bạn cứ chọn hết luôn nhé. Và tiếp theo đó thì nó yêu cầu các bạn đó là cung cấp cho chúng tôi phản hồi chung về phiên bản beta mới của chúng tôi nha. Thì ở đây là có nghĩa là cung cấp phản hồi có nghĩa là gì, có nghĩa là các bạn có thể là nhận xét về UI/UX nha. UI là gì, UI là cái mà bạn nhìn thấy nhá, UI này các bạn lưu ý này, UI là cái mà bạn nhìn thấy, các bạn lưu ý nhé, ở đây là mình khái niệm thôi nhé, các bạn không được ghi như thế này nha, ở đây là mình khái niệm UI/UX cho các bạn dễ phán xét thôi, dễ nhận xét, dễ ghi nhận xét thôi nhé. Thì UI là cái mà bạn nhìn thấy, có nghĩa là các bạn mở cái quý ra nhé, là các bạn nhìn thấy như thế này nè đấy nhé, đây là cái giao diện nhé, UI có nghĩa là giao diện, là các bạn nhìn thấy cái giao diện này như nó như thế nào, tốt hay là xấu hay là khó nhìn hoặc là dễ nhìn vậy đấy, thì các bạn cứ search, các bạn dịch ra tiếng Anh, các bạn ghi một đoạn văn nhé, rồi các bạn ghi vào đây thôi. Còn UX có nghĩa là gì, UX có nghĩa là gì,
UX có nghĩa là các bạn sử dụng cái quý này như thế nào nhá, các bạn sử dụng, các bạn trải nghiệm cái quý này nó như thế nào. Có nghĩa là các bạn trải nghiệm, có nghĩa là các bạn connect với lại những cái đề app ở trên mạng lưới Aptos ấy, ví dụ cái dự án này này. Sau khi các bạn connect với ấy thì các bạn trải nghiệm nó như thế nào, có nhanh hay là connect nhanh hay là lỗi gì đấy thì các bạn cứ phản hồi lại thôi nhé. Đấy, đó là UX. Thì UX là các bạn trải nghiệm, các bạn trải nghiệm quý đấy nhé, các bạn lưu ý nhé. Đấy thì UX, thì UI/UX có nghĩa là giao diện này với lại là trải nghiệm thôi nhé, giao diện ví và trải nghiệm ví đấy, thì các bạn cứ vậy là vậy thôi. Còn về ở phần cuối đó là hãy cho chúng tôi biết về bất kỳ tính năng nào bạn muốn thêm vào quý Meta. Thì ở cái trong cái quý này các bạn nhìn thấy những cần nó thêm những cái tính năng nào vào đây á, thì các bạn có thể là phản hồi, còn không á thì các bạn bỏ trống nha, các bạn giữ trống nha, hoặc là các bạn search ra cái câu tiếng Anh đó là tôi không. Phần này các bạn reno cho nhanh nhé. Đấy, hoặc là các bạn bỏ trống luôn cũng được nhé, các bạn bỏ trống nhé. Đấy rồi sau đó thì các bạn gửi lên thôi. Thì sau khi gửi xong mà nếu mà đã xét duyệt cho các bạn ấy nhé, các bạn tham gia và xét duyệt thì ở trên đây thì trên Discord của họ ấy, thì họ sẽ cho những bạn những cái role nhé, cái role về các bạn tham gia. Thì role thì khi mà các bạn lên role thì các bạn sẽ có những cái hình mới thôi, đây này nhá, nó sẽ có role mới trong đây thôi. Ví dụ như tên này tên màu đỏ, họ có những OG này đấy. Đấy, các bạn phản hồi thì để kiếm cái OG trên ấy của họ thôi. Thì sau khi các bạn có OG thì sau này họ ra unlock á, thì chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn nhé, cơ hội để nhận được unlock từ họ cao hơn. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái dự án Aptos Passport và hướng dẫn mọi người tham gia vào hai cái dự án là Aptos ID với lại là Aptos NEM. Kèm theo đó là sự phản hồi đối lại là gửi phản hồi đối lại là cái ví Matheson Wallet bên mạng lưới App Store. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.